Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh đồ gỗ Trương Nụ của chúng em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở của chúng em sẽ giới thiệu lên cho các bác là một bộ bàn ghế ăn. Đó, bộ này gồm có là 5 món ạ, 4 ghế đơn và một bàn, phù hợp cho những gia đình nào có không gian nhỏ và hẹp ạ. Đó, bộ gồm cho 4 người ngồi. Đó, được làm trên nền là cây gỗ gụ hay gọi là gỗ mật của mật này, và thông số kích thước của bộ bàn ghế ăn này. À, chiếc bàn vuông này đây thì có kích thước là vuông là 86 cm và cao khoảng 75 cm. Đó, và chiếc ghế đơn có kích thước là ngang 50, sâu 42 và cao khoảng 113 cm. Đó là thông số chi tiết của bộ bàn ghế ăn 5 món này, được làm trên nền là cây gỗ gụ hay gọi là gỗ mật của mật này. Đó, và thì em sẽ đưa máy lại gần hơn để cho các bác cùng được xem chi tiết hơn về bộ bàn ghế ăn này ạ. Đây là chiếc mặt bàn ạ, được kết hợp vào đó là một chiếc mặt đá vân mây, đá vân mây tự nhiên các bác nhé, đá cẩm thạch vân mây, rất là đẹp các bác nhé. Khung bao ngoài thì được cẩn những cái ô chám và cành cây tứ quý, tùng trúc, cúc mai bốn xung quanh của chiếc mặt bàn này. Phía bên dưới của chiếc bàn này thì được đục chạm những cái quả chuông và cũng được cẩn là những cái chấm bi, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Chân thì được chạm là chuyện đó. Chân được đẹp chuyện. Và phía giữa này đây thì có một cái ngăn để chúng ta có thể chứa đồ, cực kỳ là tiện dụng luôn các bác nhé, rất tiện lợi luôn. Còn chiếc ghế đơn em sẽ quay một chiếc cho các bác cùng được tham khảo ạ. Chiếc ghế đơn này thì phần bên trên của chiếc ghế chóp trên này thì được chạm là bông hoa là tây các bác nhé, bông hoa là tây. Và phần giữa của chiếc tựa thì được cẩn cạch một cây hồng các bác nhé, ốc xà cừ Singapore 7 màu, cực kỳ là đẹp luôn. Cột cũng được cẩn hết những đường dây neo các bác nhé, ô chám và sen, và đó là những con tiện, song tiện ở giữa của chiếc ghế. Phần mặt thì cũng được cẩn hết những bông mai các bác nhé, hàng bao đẹp lành lặn cho các bác ạ. Chân thì là chân Louis, chân vành cực kỳ là cong luôn các nhé. Những phần bệ dạ này thì được đục chạm hết những hoa lá tây kiểu Louis, rất là sang trọng luôn các bác nhé. Em sẽ quay trong phần mặt sau. Đây là phần mặt sau của chiếc ghế ạ. Cũng được chạm bông hoa lá tây, và phần giữa lòng thì cần cạnh đôi cá song ngư. Cột là cột 5 cm các nhé, cột chân là 5 cm vuông, cực kỳ là dày dặn luôn. Hàng bên em mới được hoàn thiện vách ni cực kỳ là kỹ và mát tay luôn các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì anh liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo 0912 862 834 ạ. Em sẽ gửi hình chi tiết lại cho các bác cùng được tham khảo và chiêm ngưỡng hơn về bộ bàn ghế ăn này. Và cơ sở của chúng em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hàng với em đã ghi trên màn hình rồi ạ, là 0912 862 834 ạ, cũng là số điện thoại Zalo để em sẽ thực hiện chi tiết hơn cho tất cả các bác ạ. Các bác nào mà xem thấy hay thấy đẹp thì hãy cho cơ sở của chúng em là một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để cơ sở của chúng em ngày một phát triển hơn, cũng như là ra những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo chiêm ngưỡng về các sản phẩm của bên cơ sở đồ gỗ Trương Nụ của chúng em ạ. Và cơ sở của chúng em cũng xin báo giá công khai cho các bác là một bộ bàn ghế ăn như thế này. Bộ gồm có 5 món ạ, 4 ghế đơn và một bàn, với giá là 25 triệu ạ. 25 triệu cơ sở em cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Chỉ có 25 triệu thôi, bên em bao vận chuyển tận nhà cho các bác. Và các bác nào cần xem chi tiết hơn thì em sẽ quay lại video ngắn để gửi đến cho tất cả các bác ạ. Và cơ sở của chương trình dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.